quay phóng sự tệ nạn bóng cười rồi cưỡng đoạt tiền của quán karaoke. Nhóm đối tượng mượn danh phóng viên lợi dụng việc quay phóng sự tệ nạn bóng cười rồi cưỡng đoạt tiền của hai quán karaoke tại Đà Nẵng. Ngày 29 tháng 9, Tòa án Nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng xử sơ thẩm các bị cáo Lê Chỉ Thương, tên gọi khác là Lê Tâm, trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Văn Cường, phóng viên, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Lê Trung Kim, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 12 năm 2022, tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, nhóm bị cáo lợi dụng việc ghi hình làm phóng sự về tệ nạn bóng cười tại các quán karaoke để uy hiếp cưỡng đoạt tài sản, nếu không sẽ đưa lên các phương tiện truyền thông. Cụ thể, tối ngày 15 tháng 12 năm 2022, Thương, Cường rủ thêm Kim đến quán karaoke A6, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà để hát và quay phóng sự về tình trạng sử dụng bóng cười. Tại quán, Thương phát hiện trong phòng VIP 3 có khách dùng bóng cười nên đã chỉ đạo nhóm quay video. Sau đó, Thương gặp quản lý quán karaoke A6 để yêu cầu đưa 100 triệu đồng, nếu không sẽ gọi báo công an. Sợ ảnh hưởng, quán đã chuẩn bị 50 triệu đồng. Quản lý đưa phong bì tiền nhưng Thương không cầm mà nói để trên bàn. Thương đi ra ngoài và gọi điện thoại cho Kim, nói vào phòng lấy phong bì đưa cho Cường. Thấy chưa đủ tiền, Thương nói với quản lý, các ông coi thường tôi quá và yêu cầu đưa thêm. Quản lý thu xếp được 30 triệu đồng và chuyển tiền qua số tài khoản của Kim. Sau đó, Thương cùng nhóm ra về và không thanh toán các chi phí phát sinh khi hát karaoke là hơn 6,3 triệu đồng. Tối 16 tháng 12 năm 2022, Thương, Cường, Kim đến quán karaoke Amazon trên đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà để tiếp tục hát và quay phóng sự. Sau khi ghi hình, Cường báo công an quận Sơn Trà đến làm việc. Trong lúc công an đang làm việc, Thương gặp chủ quán yêu cầu đưa tiền để không đưa hình ảnh tin bài về quán lên phóng sự. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Sơn Trà, Thương, Cường, Kim lấy của quán karaoke A6 hơn 86 triệu đồng và lấy của quán karaoke Amazon hơn 56 triệu đồng. Quá trình hỏi cung, Thương quanh co chối tội, gây khó dễ cho công tác điều tra. Sau khi định tội, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân quận Sơn Trà tuyên phạt Lê Chỉ Thương 4 năm tù, Nguyễn Văn Cường 1 năm 6 tháng tù, Lê Trung Kim 1 năm 3 tháng tù vì tội cưỡng đoạt tài sản. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh Tin Nóng Mỗi Ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.